Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên cuối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ năm, ngày 10 tháng 11 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời này thì giá vàng trên thị trường thế giới lại quay đầu suy giảm, hiện tại đang đứng quanh mức 1.706 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.703,74 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.712,47 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xu hướng tăng trở lại với tỷ lệ tăng là 0,28%, giao dịch quanh mức 110,753 điểm. Còn đối với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cũng trong xu hướng tăng với tỷ lệ tăng là 3,75%. Tuy nhiên thì vẫn giao dịch ở mức thấp sau khi mà đã giảm mạnh hai phiên giao dịch trước đó, hiện tại đang đứng quanh mức 16.400 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xu hướng tăng nhẹ trở lại, giao dịch quanh mức 4,113% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô giảm nhẹ, giao dịch ở mức 85,300 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây, kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Trong báo cáo mới phát hành thì ngân hàng UBS Thụy Sĩ nhận định, cục dự trữ liên bang Mỹ Fed sắp kết thúc chu kỳ tăng lãi suất mạnh, đồng nghĩa giá vàng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ. Trong lịch sử, giá vàng đã tăng 19% cho mỗi lần cắt giảm lãi suất 1%. Khả năng Fed sẽ cắt giảm 1,75% vào cuối năm nay, do đó vàng sẽ tăng lại lên 1.900 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương 57,5 triệu đồng trên lượng trong năm 2023. Do đó mà việc nắm giữ vàng dài hạn sẽ là một phần thưởng hấp dẫn khi mà Fed cuối cùng cũng chấm dứt việc thắt chặt tiền tệ, theo ngân hàng UBS đánh giá. Phiên giao dịch ngày hôm nay, giá vàng thế giới vẫn loanh quanh mức 1.706 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương 51,6 triệu đồng trên lượng sau khi quy đổi. Vàng hiện tại vẫn đang duy trì mức tăng khá tốt do thị trường kỳ vọng lạm phát lõi của Mỹ sẽ giảm. Thông tin này sẽ được công bố vào tối nay theo giờ Việt Nam. Lạm phát giảm đồng nghĩa với việc Fed sẽ nhẹ tay hơn trong việc tăng lãi suất vào các tháng kế tiếp. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Bất chấp những khó khăn 9 tháng đầu năm 2022, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC đạt lợi nhuận 53 tỷ đồng. Đó là thông tin được công bố tại buổi khai mạc Hội chợ quốc tế trang sức Việt Nam lần thứ 29 trong ngày 10 tháng 11. Theo bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM đánh giá, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn hay còn gọi là SJC là đơn vị tổ chức hội chợ. Mặc dù gặp những khó khăn ban đầu khi mà chuyển qua kinh doanh trang sức, nhưng tập thể cán bộ công nhân viên công ty đã nỗ lực sáng tạo, đổi mới và vượt qua khó khăn. Đến nay, công ty đã từng bước ổn định, doanh thu và lợi nhuận liên tục tăng qua các năm, trừ năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Cụ thể thì doanh thu năm 2019 đạt 18.632 tỷ đồng, năm 2020 đạt 23.494 tỷ đồng, năm 2021 còn 17.695 tỷ đồng và 9 tháng đầu năm 2022 lên 23.864 tỷ đồng. Lợi nhuận của 9 tháng đầu năm 2022 đạt 53 tỷ đồng, năm 2021 là 56 tỷ đồng và năm 2020 là 74 tỷ đồng và năm 2019 là 67 tỷ đồng. Hội chợ quốc tế trang sức Việt Nam lần thứ 29 là sự kiện quan trọng thể hiện nỗ lực vượt qua khó khăn và phục hồi phát triển ngành kim hoàn của cả nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trước những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 trong thời gian qua. Sau 28 năm liền tổ chức thành công, có thể nói, hội chợ đã trở thành ngày hội truyền thống của ngành kim hoàn, là điểm hẹn của các nhu cầu, cơ hội hợp tác, phát triển kinh doanh giữa các doanh nghiệp kim hoàn trong và ngoài nước với người tiêu dùng, góp phần tạo sự phát triển cho ngành kim hoàn trong nước. Theo bà Lê Thúy Hằng, Tổng Giám đốc công ty SJC cho biết, hội chợ là cơ hội để các doanh nghiệp trong ngành được giới thiệu, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm cũng như là công nghệ trong ngành kim hoàn. Hội chợ VIGF năm nay với quy mô 150 gian hàng dự kiến chào đón hơn 30.000 lượt khách đến tham quan và mua sắm. Bên cạnh các thương hiệu trang sức trong nước như là SJC, Doji, Thế giới Kim Cương, Lộc Phúc v.v. còn có các thương hiệu trang sức uy tín khác đến từ Ý, Hồng Kông, Thái Lan, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi tối ngày hôm nay, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch này. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đến thời điểm tối nay, giá vàng miếng SJC trong nước vẫn duy trì xu hướng giảm khá mạnh,
Còn với vàng nhẫn một số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác chỉ duy trì đà giảm nhẹ và hiện tại đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.630.000, bán ra 6.730.000, giảm 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1 triệu đồng trên lượng. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.630.000, bán ra 6.732.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.650.000, bán ra 6.740.000. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 6.630.000, bán ra 6.730.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 6.620.000, bán ra 6.720.000, giảm 25.000 ở chiều mua, 20.000 ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.631.000, bán ra 6.718.000, giảm 14.000 ở chiều mua vào, 20.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 6.650.000, bán ra 6.750.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.630.000, bán ra 6.710.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.580.000, bán ra 6.720.000, giảm 60.000 ở chiều mua, 40.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng TPBank Gold mua vào 6.630.000, bán ra 6.730.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.630.000, bán ra 6.732.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại thì cũng được điều chỉnh 200.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1 triệu cho đến 1.020.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.630.000, bán ra 6.732.000. SJC Huế mua vào 6.627.000, bán ra 6.733.000. SJC Bình Phước mua vào 6.628.000, bán ra 6.732.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.630.000, bán ra 6.730.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.632.000, bán ra 6.735.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.630.000, bán ra 6.732.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.628.000, bán ra 6.732.000. Cuối cùng là giá nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này thì duy trì xuống giảm trong khoảng từ 20 cho đến 50.000 đồng trên lượng, hay là giảm trong khoảng 2.000 cho đến 5.000 đồng trên một chỉ tùy ở mỗi loại vàng, và hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Nhẫn bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.230.000, bán ra 5.330.000. Nhẫn bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.230.000, bán ra 5.340.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và bán ra với hai loại vàng này. Vàng 4 số 9 mua vào 5.215.000, bán ra 5.290.000. Vàng 24K mua vào 5.107,6.000, bán ra 5.237,6.000. Vàng 18K mua vào 3.782,9.000, bán ra 3.982,9.000. Vàng 14K mua vào 2.899,4.000, bán ra 3.099,4.000. Vàng 10K mua vào 2.021,2.000, bán ra 2.221,2.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.